Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Cửu Long Kéo Quan của tác giả Vũ Độc Linh Hồn. Tập 142. Chương 1411, Thiên Sứ Giáng Lâm 2. Họ chỉ kính nể vì tôi đã tạo ra một thanh kiếm độc nhất vô nhị, nhưng họ không hỏi tôi tại sao lại đúc một thanh kiếm như vậy. Ngay cả người tỉ mỉ như Nguyên Duệ cũng không nhận ra ý nghĩa sâu xa của việc tôi rèn thanh kiếm này. Điều này ít nhiều cũng khiến tôi hơi buồn, dù đây cũng là cái kết mà tôi mong muốn nhất. Tôi nhớ lại cuộc trò chuyện của tôi với Thủy Họa khi công đánh núi Thái Âm cách đây rất lâu, mỗi người đều là một tâm hồn cô đơn, tất cả con đường đều phải một mình hoàn thành. Dù cho trên đường đi có gặp ai thì họ cũng chỉ là những người khách qua đường trong cuộc đời mà thôi. Chỉ có một số ít người có thể đi sâu vào tâm hồn mới đáng gọi là tri kỷ. Đạo tổ Tạ Mạt Lăng cả đời chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc thật của mình, ngoài việc không muốn vô cớ tạo ra tình kiếp, còn một nguyên nhân khác là ông ấy vẫn chưa tìm được tri kỷ của mình. Vào thời của ông, không ai có thể hiểu được ông, phá quân không hiểu, nữ đế càng không. Vậy thì người hiểu tôi là ai? Trước đây tôi giống như một tờ giấy trắng, ai cũng có thể hiểu thấu tôi một cách dễ dàng, nhưng bây giờ, ngay cả tôi cũng dần dần không hiểu được chính mình. Không phải là không biết mình muốn gì, mà là biết mình không thể cho đi bất cứ thứ gì. Vì vậy, tôi không trách họ không hiểu tôi. Trong quan trấn hồn, đạo tổ một bước bước qua khoảng không, chỉ để lại bóng lưng. Đây là cách ông ấy chọn để ra đi, nhưng tôi không thể ra đi một cách ung dung như ông ấy đã từng, vì tôi quá đa tình. Nguy cơ thiên đạo đã phong ấn thần giới 7 ngày càng trở nên nghiêm trọng. Vào ngày thứ 7, đêm dài dường như vô tận, bầu trời đầy mây đen dày đặc. Rõ ràng trời đã rạng sáng nhưng bầu trời vẫn luôn tối tăm. Đột nhiên, một dải màu đỏ mơ hồ xuất hiện từ bầu trời phía đông, sau đó, màu đỏ nhanh chóng lan rộng, nhuộm đỏ toàn bộ bầu trời. Bầu trời đỏ thẫm như màu máu, bầu trời chuyển sang màu đỏ, sau đó toàn bộ thái cổ thần giới đều nhuộm một màu đỏ. Màu đỏ dần dần chuyển màu xám xịt sang sáng chói, rồi những đám mây trên bầu trời bắt đầu cháy rực lên. Ánh sáng chói lóa, giống như mặt trời vàng kim ẩn sau cụm mây. Cuối cùng, ánh sáng vàng kim xuyên qua tầng mây và chiếu xuống hàng ngàn tia sáng. Sau đó có một tiếng nổ lớn, những đám mây xám đen ở bầu trời phía đông bị đốt cháy hoàn toàn, để lộ bầu trời đen như mực, hư vô vô tận. Hóa ra phía sau đám mây không có gì cả. Vậy ánh sáng vàng kim kia từ mà đâu đến? Ngay khi chúng sinh nghi ngờ nhìn lên bầu trời, hàng ngàn tia sáng chói lóa đột nhiên bùng phát từ khoảng hư không vô tận. Một cánh cổng thiên quốc khổng lồ với ánh vàng rực rỡ đột nhiên giáng xuống bầu trời đêm vô tận. Tất cả chúng sinh trong thần giới đều bị chói mắt và bắt đầu chảy nước mắt. Ánh sáng vàng kim này có sức mạnh thanh tẩy linh hồn, khiến con người ta sinh ra sự tiếc nuối vô tận. Một số vị thần cấp thấp cũng không tránh khỏi đối mặt với cổng thiên quốc, nhớ lại những tội lỗi mình đã phạm phải trong đời, rơi xuống những giọt nước mắt. Thái cổ thần giới bắt đầu rung chuyển, tất cả chúng sinh vừa rơi lệ, vừa chờ đợi cánh cửa thiên quốc mở ra trong nỗi sợ hãi. Mặc dù trong thâm tâm họ biết rằng họ sẽ không bao giờ có thể chờ đợi được sự cứu rỗi từ thiên quốc, nhưng tất cả những chờ đợi họ là sự trừng phạt và phán xét, nhưng lúc này họ đã bị luồng ánh sáng vàng kim đó chiếm lấy ý thức. Cái chết hãy đến đi! Chỉ có cái chết mới có thể đạt được sự cứu rỗi triệt để. Không biết trong lòng bao nhiêu sinh linh đều đang gào thét, phóng ánh mắt nhìn xung quanh, không có chút sinh khí. Thì ra thiên đạo diệt thế dễ dàng như vậy. Phong chủ thở dài. Phong chủ đương nhiên không bị ánh sáng sám hối ảnh hưởng, Nguyên Duệ và Thuần Quân cũng bình an vô sự, nhưng Kiêm Hà lại lộ ra thần sắc mờ mịt. Ngọn thánh hỏa trong mắt cô lại bắt đầu bùng cháy dữ dội. Trên khuôn mặt cô có chút mong đợi khi nhìn vào cánh cổng thiên quốc. Phong chủ cũng nhận thấy điều kỳ lạ ở Kiêm Hà, truyền một ngọn gió mát vào người cô ấy. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, với cảnh giới tu vi của Thái Sơ Phong Thần, muốn dập tắt ngọn thánh hỏa trong mắt Kiêm Hà thì không phải việc khó. Thế nào? Tôi dùng thần niệm truyền âm hỏi phong chủ. Chỉ có thể tạm thời dập tắt, ngọn lửa vẫn còn đó. Phong chủ đáp. Cánh cổng thiên quốc từ từ di chuyển từ phía đông đến trung tâm bầu trời của thái cổ thần giới. Cánh cổng còn chưa được mở ra, nhưng ánh sáng sám hối đã tràn ngập toàn bộ thần giới.
Vì để đối phó với quân đoàn thiên sứ, Điện Chiến Thần đã tập hợp đại quân hơn 3.000 vạn người. Nhưng hiện tại, đại quân 3.000 vạn đều im bặt, không có chút sát khí quân uy, thậm chí có người nhu nhược đã lặng lẽ hạ vũ khí xuống. Sớm biết rằng thần giới không có cơ hội chiến thắng quân đoàn thiên sứ, nhưng tôi không bao giờ ngờ rằng quân đoàn thiên sứ còn chưa xuất hiện, ánh sáng sám hối đã chinh phục toàn bộ thần giới. Nhìn đại quân 3.000 vạn của thần giới không có ý định chiến đấu, ngay cả thái cổ chiến thần Mộ Dung Nguyên Duệ cũng chỉ có thể cau mày. Chiến ý đã không còn, lấy gì để chiến đấu nữa? Cùng với tiếng kèn thiên sức vang vọng khắp thái cổ thần giới, làm rung chuyển khoảng không, cánh cửa thiên quốc từ từ mở ra. Ngay khi một kẽ hở được mở ra, sát khí vô tận từ trên trời tràn xuống. Vô số thiên sứ bay ra khỏi cửa và luồng sáng, xếp thành hai hàng, bước ra giữa là một vị quang thiên sứ mặc giáp kim liên, tay cầm kiếm thuần túy thánh quang. Mặc dù trước đây tôi đã gặp cô ấy một lần, nhưng lần này gặp lại bổn tôn cô ấy, vẫn khiến sâu thẳm linh hồn tôi vô cùng bất an. Khuôn mặt của cô ấy bị che khuất bởi ánh sáng vàng kim, nhưng mà tôi có thể cảm thấy cô ấy từ trên không trung đang nhìn chằm chằm tôi. Sát ý không hề bị che giấu, đồng thời chứa đầy sự tức giận. Quang Trung Chi Quang, Thiên Đạo Chi Nữ, Tạ Lan, người khi ấy cậu chọc phải là cô ta à? Phong chủ hỏi, là cô ấy? Tôi đáp, e rằng cô ta chỉ có thủy họa mới đấu lại. Ta cũng có thể, ngươi không thể. Phong chủ lắc đầu nói, tại sao? Tôi hỏi. Đao Minh Hà của thủy họa chỉ có giết chóc và tiêu diệt, nhưng không có sức mạnh bảo vệ. Chỉ có thanh kiếm của cậu mới có thể bảo vệ toàn bộ thần giới. Chương 1412, Bá chiếm thần giới, 1. Quang Thiên Sư vừa đặt chân xuống thái cổ thần giới, khắp nơi chìm trong khói bụi hỗn loạn. Một cơ thể cao hàng nghìn thước được tạo thành từ ánh sáng, một vầng hào quang rực rỡ chiếu sáng toàn bộ bầu trời bao quanh cô ấy. Quang Thiên Sứ bước tới, áo giáp vàng sáng ngời, bước chân mạnh mẽ như sấm sét, trời đất rung chuyển, tất cả chúng sinh trong thần giới đều sợ hãi quỳ xuống không dám ngẩng đầu lên. Thánh quang giáng trần, tạo nên những gợn sóng dưới chân cô. Giờ phút này, toàn bộ bầu trời ánh sáng đều thuộc về cô ta, không ai có thể xâm phạm, cũng không một kẻ nào dám xem thường. Ngay cả một cường giả như Thái Sơ Phong Thần cũng cảm thấy lạnh gáy khi đối mặt với Quang Thiên Sứ. Quả không hổ danh là người được xưng là đứa con gái kiêu ngạo của trời, Thái Sơ Phong Thần vốn dĩ là vị thần xuất hiện từ thời xa xưa, nhưng vẫn không đủ sức so sánh với cô ta. Ta chưa bao giờ tưởng tượng được trên đời lại có chuyện hoang đường đến như vậy. Nguyên Duệ thở dài. Nguyên Duệ từng là thánh nữ Côn Lôn, sau đó đảm nhiệm chức trách quản lý thiên đình với tư cách là tiên đạo tổ sư. Thái cổ chiến thần đã chinh phục thái cổ thần giới, khi đứng trước mặt cô ấy, các vị thần đều phải cúi đầu cung kính hành lễ. Tuy nhiên, giờ đây đến lúc cô ấy phải đối đầu trực diện với Quang Thiên Sứ, cô ấy cũng chỉ có thể âm thầm thở dài. Tạ Lan, những ưu ái mà vận mệnh dành cho cậu hoàn toàn kém xa những gì mà thiên đạo ban cho Quang Thiên Sứ, thật sự là đáng ghen tị mà. Phong chủ nói, Phong chủ, Lâm tướng quân thật sự đủ sức chiến đấu với cô ta sao? Thuần Quân lo lắng hỏi. Đương nhiên, Quang Thiên Sứ dù lợi hại đến mấy thì cũng chỉ mới xuất đầu lộ diện mấy năm trở lại đây thôi. Thái Sơ Tử Thần, thân thể khôi cương, âm dương tuyệt diệt, cho dù kẻ địch có là thiên đạo đi chăng nữa, thì cô ấy cũng có tư cách đấu một trận ra trò. Tôi chỉ lo lắng chị Thùy Họa mới tỉnh lại chưa lâu, sức chiến đấu còn chưa khôi phục hoàn toàn được. Kiêm Hà cau mày lo lắng nói. Trước khi tiến vào Hy Di Giới, thần tính của Thùy Họa quả thực vẫn chưa hoàn thiện, nhưng thiên đạo phạm phải một sai lầm tai hại, tự dưng tặng cho cô ấy một cơ duyên hiếm có. Áo nghĩa tử thần tịch diệt mà Thùy Họa vẫn còn thiếu sót bấy lâu nay đã được luyện thành ở Hy Di Giới rồi. Cổng thiên quốc đã được mở ra, Quang Thiên Sứ cũng xuất hiện, không biết khi nào Thùy Họa mới tới. Nguyên Duệ cắn môi, lo ngại thần giới sẽ không cầm cự được đến lúc cứu binh đến. Quang Thiên Sứ gây ra chấn động lớn như vậy, nhất định phải dùng toàn bộ quân ác chủ bài đối phó với cô ta rồi. Đừng lo lắng, trong trận chiến này, Quang Thiên Sứ sẽ không đổ bộ lên thần giới đâu, trừ khi cô ta gãy cánh rồi thân vong. Phong Thần nhướng mày nói, cô đặt lòng tin vào cô ấy thế à? Đương nhiên, đây chính là trận chiến cuối cùng. Khi trận chiến này kết thúc, sẽ là trận quyết định của chúng ta với thiên đạo. Phía xa bầu trời bên kia, Quang Thiên Sứ đi đến cuối con đường ánh sáng, vung thanh kiếm thánh quang trong tay, phát ra một tiếng ầm ĩ,
ngày phán xét đã đến, vinh quang của thiên quốc, quân đoàn thần thánh đại thiên sứ tấn công. Khi lời nói của cô ta vừa buông xuống, cánh cổng thiên quốc đột nhiên mở ra, ánh sáng chói mắt rực rỡ chiếu rọi khắp nền trời. Người đầu tiên bước ra là một số thiên sứ trưởng có thân hình cao lớn, trên người tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, toát lên vẻ uy nghiêm và thiêng liêng. Quang thiên sứ có thân hình tuyệt mỹ, cùng đường cong hoàn hảo, nhưng các thiên sứ khác vẫn giữ nguyên đôi cánh thiên sứ của mình trên người. Lúc trước, đọa thiên sứ và xí thiên sứ những kẻ chinh phục thái cổ ma giới cũng có đôi cánh trên lưng, nhưng trong số các thiên sứ trưởng kéo đến lần này, có nguyên bốn cánh trên lưng hẳn hỏi. Mặc dù đôi cánh không ảnh hưởng nhiều đến sức mạnh của thiên sứ, nhưng bốn cánh cũng thể hiện rõ địa vị của họ trên thiên quốc. Sau thiên sứ trưởng, còn có 72 chiến tướng thiên sứ, tất cả đều là thiên sứ hai cánh. Họ chính lực lượng chiến đấu dưới sự chỉ huy của quang thiên sứ, bao gồm cả đội quân 1.700 vạn thiên sứ mới xuất hiện từ phía sau. Các bạn đang nghe chuyện Cửu Long Kéo Quan của tác giả Vũ Độc Linh Hồn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1413, Bá chiếm thần giới, 2. Đội quân thiên sứ bình thường không có cánh, chỉ sau khi tất cả bọn họ chuyển hóa thành hình thái chiến hồn thì đôi cánh mang ánh sáng thuần khiết mới xuất hiện. Những người có thể được gọi là thiên sứ đều có hai hình dạng. Một là chiến đấu bằng cơ thể thật, tốc độ nhanh như chớp, tinh thông mọi áo nghĩa. Hình thái còn lại là chiến hồn. Ở dạng chiến hồn, tốc độ và sức mạnh của thiên sứ còn vượt xa giới hạn, sức mạnh hủy diệt của bọn chúng được tăng cường gấp đôi. Thông thường, bọn chúng sẽ không bao giờ xuất hiện dưới hình dạng chiến hồn. Một khi chuyển sang dạng chiến hồn, bọn chúng sẽ tấn công dồn dập vào kẻ địch như một con thiêu thân bay vào ngọn lửa, mạo hiểm cả mạng sống của chính mình. Nếu đại quân thiên sứ có số lượng lên đến 1.700 vạn quân đều tham gia trận chiến dưới hình thái chiến hồn, đội quân của phe thái cổ thần giới chẳng khác nào cá nằm trên thớt. Hay băng tuyết phải đối đầu với mặt trời thiêu đốt ban trưa, nhất thời bọn họ không thể chịu đựng sức ép khủng khiếp đến vậy. Đáng sợ nhất chính là thiên sứ trưởng. Những người có thể xưng là thiên sứ trưởng đều đã tiến vào cảnh giới tịch diệt, trong đó có rất nhiều kẻ địch đạt đến cảnh giới chí tôn. Quang thiên sứ đứng ở trung tâm, theo sau là thiên sứ trưởng và 1.700 vạn đại quân thiên sứ do 72 chiến tướng thiên sứ sơ cấp chỉ huy. Sức mạnh quân sự bùng nổ, toàn bộ thần giới chỉ có thể đứng yên chịu đựng áp lực nặng nề của sát khí, đến một ngón chân cũng không dám nhấc lên. Đội quân thần giới do Nguyên Duệ mà dày công tuyển chọn lại chẳng có nỗi một chút nhuệ khí chiến đấu nào, các vị thần cũng chỉ biết nơm nớp lo sợ bo bo giữ mình. Thế nhưng, đó vẫn không phải là tất cả. Sau khi Quang Thiên Sứ tập kết quân đội xong xuôi, 800 vạn tín đồ thiên quốc đột nhiên ồ ạt bay ra từ cổng thiên quốc. Trong số 800 vạn quân sĩ đó, 400 vạn là quân đoàn thiên sư do các thiên sứ trưởng khác chỉ huy, được xếp vào đội quân cánh trái. Và 400 vạn quân còn lại là quân đội hỗn tạp bao gồm các nhóm thần minh thuộc nhiều cấp bậc khác nhau trong thiên quốc, được xếp vào đội quân cánh phải. Ba đội quân tập hợp đội hình, áp lực đáng sợ của thần niệm phe địch đè bẹp lên nhuệ khí của quân thần giới một lần nữa. Nó giống như một lưỡi dao sắc bén trôi nổi trong trái tim của chúng sinh trong thần giới. Trên thực tế, kể từ khi cổng thiên quốc xuất hiện, thái cổ thần giới sớm đã mất đi chỗ đứng của mình rồi. Chim chóc gào thét, cá voi sa vào bờ. Ngay cả những con dân thần giới lẩn trốn sâu bên dưới lòng đất cũng không thể ngăn được nỗi sợ hãi đang bủa quanh lấy họ. Đây là một cuộc chiến hoàn toàn không cân sức, thực lực chênh lệch lớn hơn rất nhiều so với lúc thiên đạo tự tay tiêu diệt thái tam cổ giới. Sắc mặt Nguyên Duệ tái nhợt, thân thể khẽ run lên. Tạ Lan, đây không phải là chiến tranh, đây là hoàn toàn là cuộc huyết tẩy hủy diệt, quân đội thần giới hoàn toàn không đủ sức chống cự quân địch. Tôi bước đến bên cạnh cô ấy, nắm chặt tay cô ấy và nhẹ nhàng an ủi nói, còn có anh ở đây mà. Nhưng, anh chỉ có một thân một mình thôi, bất luận sức chiến đấu của anh có lợi hại như thế nào đi nữa, áp lực của tam quân không phải là thứ một người có thể đối đầu được. Nguyên Duệ nói không sai, một mình tôi thật sự không chịu nổi áp lực của quân đội của phe địch. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao phong chủ nói chỉ mình Thùy Họa mới có thể tham chiến với tôi. Kiếm khí của tôi rất mạnh, ba đội quân phe địch trong mắt tôi chẳng khác nào mấy ngọn cỏ ven đường. Tuy nhiên, chiến hồn của tôi lại không đủ khả năng chống chịu lại áp lực mà sức mạnh quân sự của phe địch đang đè nặng lên người. Phong chủ, khi nào Thùy Họa mới tới chứ? Nguyên Duệ lo lắng hỏi. Ta đã tới rồi đây.
giọng nói lạnh lùng của Thủy Họa truyền đến từ hư không xa xăm. Chương 1414, Phá Quân trở về, 1. Quang Thiên Sứ tập hợp 3 đội quân, ánh sáng thuần khiết chiếu, rọi khắp bầu trời. Sự uy nghi của thiên đạo, vinh quang của chính bản thân mình, khung cảnh chết chóc của thần giới. Tiếng than khóc thảm thiết cầu xin được sống của chúng sinh dưới chân khiến Quang Thiên Sứ càng thêm kiêu ngạo và hống hách hơn. Trên thực tế, nếu chỉ là thanh trừ thái cổ thần giới, Quang Thiên Sứ căn bản không cần phái ra 3 đại quân hùng mạnh đến vậy, thậm chí không cần dùng đến quân đội dưới trướng Quang Thiên Sứ. Lý do chính khiến cô ta phải điều động quân đội hùng mạnh như vậy là vì tôi đang có mặt ở thần giới. Là đứa con của vận mệnh, sự tồn tại của tôi gắn liền mật thiết với hai thế giới, nhân gian tam giới và thái cổ tam giới. Trước khi đến đây, thiên đạo đã kể với Quang Thiên Sứ về việc bản thân hắn ta không thể trực tiếp đối đầu với tôi, thế nên chuyện này chỉ đành giao lại cho Quang Thiên Sứ giải quyết rồi. Tuy Quang Thiên Sứ là người vô cùng kiêu ngạo, nhưng kiêu ngạo không đồng nghĩa với việc ngu ngốc tự cao tự đại. Nhìn toàn bộ mọi việc xảy ra trong cuộc đời của tôi, cô ta có thể dễ dàng đưa ra kết luận ma đạo tổ sư. Mặc kệ có là Tạ Mạt Lăng hay là Tạ Lan tôi bây giờ, cả hai chúng tôi đều không là người dễ bị hạ gục như trở bàn tay đâu. Ngoài việc vận mệnh nhiều lần động tay động chân can thiệp vào quá trình diễn ra trong đó, còn có một nguyên nhân vô cùng đặc biệt khác, giáo lý ma đạo nhận được sự công nhận của quy luật trời đất. Cốt lõi của quy luật trời đất là vạn vật luân hồi theo tự nhiên, cốt lõi của giáo lý ma đạo là chúng sinh bình đẳng. Và tất nhiên, một kết luận được rút ra từ sự kết hợp của cả hai đó chính là, trong vòng tuần hoàn không hồi kết của vũ trụ, không một ai có thể sống mãi theo thời gian và không ai có thể trở thành đấng tối cao thống trị toàn vũ trụ. Vì vậy, thay vì nói ma đạo là người đại diện cho vận mệnh ở nhân gian, thì chúng ta nên nói ma đạo là sản phẩm tất yếu được sinh ra theo quy luật trời đất. Muốn tiêu diệt ma đạo chắc chắn phải thách thức trực tiếp với quy luật của trời đất, dẫn tới vô số biến hóa khó lường sẽ xảy ra trong tương lai. Lần này Quang Thiên Sứ phái ra 3 đội quân đến để phong tỏa của toàn bộ thần giới, nhằm phong tỏa mọi lối thoát của tôi, cố gắng hết sức giết chết tôi, ma đạo tổ sư, ngay tại thái cổ thần giới. Đáng tiếc, cô ta không hề hay biết bây giờ ma đạo đã sớm bầu ra một đạo tổ mới. Ngay khi chúng sinh trong thần giới bị ánh sáng sám hối hoàn toàn trấn áp, chuẩn bị tiếp nhận sự phán xét thiêng liêng của đội quân thiên sứ, thì từ phía xa xăm bỗng nhiên vang lên một giọng nói lạnh lùng. Thiên xung địa kích, âm dương tịch diệt, thiên đạo làm chủ sự sống, còn ta làm chủ cái chết. Số phận của các ngươi nằm trong tay ta. Ngay khi những lời này được thốt lên, luồng tử khí rét lạnh đáng sợ đột ngột đổ bổ lên thần giới. Tử khí dâng trào như bão lũ, mây đen che phủ cả bầu trời. Phương Bắc, thân thể khôi cương khổng lồ cao ngàn thước của Thủy Họa xuất hiện thân, bước ra khỏi màn sương mù nồng nặc tử khí, cô ấy cầm đao Minh Hà, hiên ngang đối đầu với Quang Thiên Sứ. Mãi cho đến khi không còn chịu nổi sức mạnh quân uy của đại quân Thiên Sứ, cô ấy mới dừng lại và đứng yên, dùng đôi mắt sâu như hố đen vũ trụ nhìn chằm chằm vào Quang Thiên Sứ. Tử thần, không ngờ cuối cùng ngươi cũng quyết định tới đây. Quang Thiên Sứ khinh thường nhìn Thủy Họa nói, ngươi ngạc nhiên lắm à? Thủy Họa lạnh lùng hỏi. Cũng chẳng có gì bất ngờ hết, ta đã sớm đoán được ngươi nhất định sẽ tham chiến. Nói cách khác, ta tới đây để giết tất cả các ngươi. Ồ, xem ra chuyện của Hy Di Giới không thể giấu được con mắt đáng gờm của thiên đạo. Đương nhiên rồi, trên đời này không có gì lọt qua con mắt siêu phàm của thiên phụ. Ngươi, kể cả đội quân Hy Di sau lưng ngươi, đều nằm trong sự khống chế của thiên phụ. Vậy thì đã sao? Thủy Họa nhướng mày, lạnh lùng hỏi. Tử thần, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội thắng bọn ta sao? Quang Thiên Sứ kiêu ngạo hỏi. Ta chỉ quan tâm đến sự sống và cái chết, không bàn đến thắng bại. Được thôi, xem ra bầu trời này là chiến trường của chúng ta, đáng tiếc tất cả chúng sinh trong thần giới vẫn không thể thoát khỏi số mệnh của cái chết. Quang Thiên Sứ đã nói đúng, ảnh hưởng do trận chiến giữa quân đội Thiên Sứ và quân đội Hy Di tạo ra đủ để quét sạch mọi ngọn cỏ mọc ở thần giới. Ngay cả khi thần giới thiết lập kết giới phòng thủ để chặn sóng xung kích, nó cũng không thể ngăn chặn được sức mạnh hủy diệt từ trên trời giáng xuống bọn họ. Trận chiến này chắc chắn là một trận chiến hủy diệt, đội quân của hai bên phân định sống chết, còn thần giới sẽ rơi vào thảm cảnh diệt vong. Hình như ngươi quên mất, phía dưới còn có ma đạo tổ sư đang bảo vệ cho thần giới. Thủy Họa nghiêm nghị nói. Ha ha, ta thừa nhận không ai có thể sánh ngang với kiếm pháp của ma đạo tổ sư, nhưng dẫu sao kiếm cũng là vật mang sát khí,
hắn chẳng thể cứu vớt số phận của chúng sinh trong thần giới đâu. Quang Thiên Sứ cười lạnh nói, nếu có thêm ta thì sao? Phong chủ lớn tiếng ngắt lời, ngươi là ai? Rõ ràng Quang Thiên Sư vẫn chưa nhận ra thân phận của phong chủ. Từ khi thiên địa sơ khai, âm dương chưa tách ra, thì ta đã có mặt trên đời rồi, ta chính là Thái Sơ Phong Thần đây. Nhà ngươi chính là Thái Sơ Phong Thần. Đúng vậy, thật bất ngờ. Có vẻ như đã có thêm một cái tên trong danh sách chiến tích oai hùng của ta rồi. Các bạn đang nghe chuyện Cửu Long Kéo Quan của tác giả Vũ Độc Linh Hồn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1415, Phá Quân Trở Về, 2. Mặc dù Quang Thiên Sứ rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của phong thần nhưng cô ta lại không thèm để phong thần vào mắt. Trong đội quân Thiên Sứ có hàng chục cường giả chí tôn nên dù Thái Sơ Phong Thần tham chiến cũng không thể thay đổi được gì. Tuy nhiên, sự xuất hiện của phong thần có thể ngăn chặn sức mạnh hủy diệt nổ ra từ trận chiến giữa hai đội quân trên thần giới, từ đó cô ấy có thể bảo vệ mạng sống của chúng sinh trong thần giới. Phong thần nói kiếm của tôi có thể bảo vệ thần giới, nhưng thật ra, thần giới cũng không thể tiếp tục tồn tại nếu thiếu đi sự bảo vệ của cô ấy. Tử thần, Ma Đạo Tổ Sư, Thái Cổ Thần Vương, phong thần. Ngày phán xét của các ngươi đã đến, vùng đất này phải được thanh lọc. Dù cho các ngươi có sám hối cũng không thể rửa sạch tội lỗi của mình đâu. Chỉ có cái chết mới có thể cứu rỗi tâm hồn bị vấy bẩn của các ngươi mà thôi. Quang Thiên Sứ lần lượt gọi tên chúng tôi, ngọn lửa thánh linh thiêng bùng cháy rực rỡ, giống như một vị thẩm phán uy nghiêm vừa mới xuất hiện. Ba đội quân đồng loạt hô hào đằng sau lưng cô ta, khí thế cũng như sức mạnh của bọn chúng lại tăng gấp đôi. Thấy vậy, phong thần lập tức triệu hồi pháp trượng của mình. Luồng gió thần hùng mạnh tuôn trào cuồn cuộn trải rộng khắp trời đất, tạo ra kết giới ngăn cản quân uy đổ bộ xuống đại lục thần giới. Được giải thoát khỏi sự đàn áp đáng sợ của thiên uy, chúng sinh trong thần giới mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, đội quân của thần giới vẫn không thể nhanh chóng khôi phục sức chiến đấu được. Tạ Lan, xem ra đội quân của em không thể làm được gì rồi. Nguyên Duệ thở dài u rũ nói, mọi chuyện cứ giao cho anh. Phong chủ đã phô diễn sức mạnh, cơn gió thần chia cắt trời đất, nhưng chỉ dựa vào mỗi mình phong thần thì không đủ sức bảo vệ an toàn cho thần giới. Việc tiếp theo phải tùy thuộc vào tôi, sau đó tôi dùng pháp nhất khởi hóa tam thanh tách chiến hồn làm hai, đi về phía hai đứa nhỏ Tạ Mạt và Tạ Lăng đang được thuần quân bảo vệ chặt chẽ. Chiến hồn trông giống hệt tôi, hai đứa nhỏ mở to đôi mắt tò mò nhưng không hề sợ hãi, còn để tôi ôm vào lòng. Một trong hai chiến hồn ôm lấy Tạ Mạt, một cái còn lại ôm lấy Tạ Lăng. Sau đó cả hai chia nhau ra đi về phía cực bắc và cực nam của thần giới. Tạ Lan, anh định làm gì vậy? Nguyên Duệ nhìn thấy tôi bế hai đứa trẻ lên, bản năng của người mẹ nhạy cảm phát hiện ra điều không ổn, bèn hốt hoảng hỏi tôi. Em từng nói muốn bảo vệ toàn bộ thần giới, một mình em không thể làm được điều đó, vì vậy hãy để cả nhà chúng ta cùng nhau hợp sức mới có thể làm tốt việc này. Khi chiến hồn đến cực nam của thần giới, Tạ Lăng cảm nhận được trường lực âm cực chí tôn tại đây, ngay lập tức kích hoạt sức mạnh trúc chiêu trong huyết mạch của mình. Cùng lúc đó, Tạ Mạt kích hoạt sức mạnh u huỳnh trong huyết mạch của mình ở cực bắc của thần giới. Hai sức mạnh cường đại bộc phát, toàn bộ thần giới lập tức được sức mạnh u huỳnh và trúc chiêu kết nối lại. Nhưng mà nếu chỉ đơn giản như vậy, vẫn không thể bảo vệ được địa tuyến của thần giới. Để bảo vệ hoàn toàn các địa mạch của thần giới khỏi bị đội quân Thiên Sứ phá hủy, âm dương phải tương tác và hòa quyện vào nhau. Cơn gió thần hùng mạnh của phong thần đã phân tách trời và đất, nên trách nhiệm điều phối âm dương chỉ có thể trông cậy vào chiến hồn của tôi thôi. Lúc này, hai chiến hồn nắm chặt thanh kiếm, đâm sấm ngữ của kiếm vào giữa hai cực. Kiếm đạo vĩnh hằng bộc phát vô số áo nghĩa tối thượng, khiến sức mạnh u huỳnh và trúc chiêu bắt đầu lưu chuyển. Âm dương dung hòa, âm dương bổ trợ. Toàn bộ địa mạch thần giới được cá thể âm dương bao bọc lấy, tạo thành trận pháp thủ hộ kiên cố nhất từ trước tới nay trong lịch sử của thần giới. Chỉ cần chiến hồn của tôi còn tồn tại, thì không gì có thể lay chuyển được địa mạch của thần giới. Sau hoàn thành mọi việc, bổn tôn tôi cầm kiếm bay thẳng lên không trung, đứng cạnh thủy hỏa. Hai chúng tôi im lặng không nói lời nào, cũng không có gì để nói. Chỉ cần hai chúng tôi còn sát cánh chiến đấu bên cạnh nhau, liền sẽ có can đảm đối đầu với mọi kẻ địa trên thế gian này. Tạ Lan, anh chắc chắn sẽ không bao giờ biết em đã gặp ai ở Hy Di giới đâu. Thùy Họa lạnh nhạt nói, em đã gặp ai cơ?
Tôi tò mò hỏi, anh cứ nhìn phía sau đi. Màn sương chết chóc vẫn bao phủ phía sau Thùy Họa, nhưng mấy chốc tôi đã cảm nhận được luồng khí tức quân uy mạnh mẽ, mang đậm hơi thở lạnh lẽo thấu xương của cái chết. Hiji là nguồn sức mạnh chết chóc đáng sợ nhất trên thế gian này. Khí tức Hiji bất diệt đã thành lập nên đội quân Hiji hùng mạnh, xứng đáng được mọi kẻ thù kính trọng. Họ được người khác tôn trọng không chỉ vì họ sở hữu sức mạnh chiến đấu bất khả chiến bại, quét sạch mọi vật cản đường, mà còn vì mục đích họ được sinh ra là để đón nhận cái chết, rồi trở thành những kẻ bị lãng quên để quay về hư không vũ trụ. Phía sau tôi, hàng vạn quân Hiji đồng loạt bước ra từ đám sương mù dày đặc, nồng nặc mùi chết chóc. Dẫn đầu là hai nữ tướng, một người khoác lên trang phục trắng như tuyết, người còn lại thì mặc trang phục đỏ như ngọn lửa đang rực cháy. Tôi nhìn vào là người phụ nữ mặc đồ trắng trước tiên, khi nhìn thấy cô ấy, tôi bất chợt nhớ đến Tuyết Dương. Cô ấy cũng có đôi lông mày dịu dàng thùy mị, nhưng trong đáy mắt lại lóe lên tia sáng trí tuệ, sát phạt quyết đoán. Sau đó, tôi nhìn sang người phụ nữ mặc trang phục đỏ thẫm kia, ngay lập tức tôi đã bị chấn động bởi sát khí ngùn ngụt bao quanh cơ thể cô ấy. Sức mạnh chiến đấu của người phụ nữ mặc áo đỏ không lợi hại lắm, nhưng sát khí bất khuất trong mắt cô ấy đã đủ chấn áp mọi kẻ thù, khiến tôi nhớ đến một câu thành ngữ trong sách Tam quân khả đoạt soái giã, thất phu bất khả đoạt trí giã. Nghĩa là, trước ba quân, có thể cướp cờ, đoạt tướng nhưng không thể cướp đoạt ý chí của người dân bình thường. Nếu trên đời này có một loại người, bất kể thân phận của người đó là gì, chỉ cần người đó xuất hiện, liền có thể chấn áp được ý chí chiến đấu của kẻ khác, mà người có thể diễn dịch sát ý mãnh liệt đáng sợ, đồng thời hấp thụ tà khí của hàng vạn quân Hiji vào một cơ thể, rốt cuộc có tồn tại hay không, và người đó là ai đây? Câu trả lời tất nhiên là có, và chỉ có thể là một duy nhất mà thôi. Tôi sửa soạn quần áo cho thật chỉnh tề, đứng trang nghiêm trước mặt người phụ nữ mặc đồ đỏ. Khi cô ấy bước đến gần tôi lập tức cúi người hành lễ, Ma đạo Tạ Lan, xin bái kiến phá quân hộ pháp Thiên Tôn. Chương 1416, cuộc quyết chiến bắt đầu, 1. Phá quân, tôi không bao giờ có thể tưởng tượng được sau 3.000 năm, tôi lại có cơ hội gặp lại Ma đạo phá quân hộ pháp Thiên Tôn, danh tiếng luôn đi đôi với cái tên. Đối với mỗi một đệ tử của Ma đạo, cái tên phá quân không chỉ là truyền thuyết của một thế hệ đời trước mà còn là biểu tượng tinh thần bất khuất trong lòng họ. Đạo tổ để lại 8 chữ chúng sinh bình đẳng, không phân biệt giống loài, còn phá quân cũng để lại 8 chữ đệ tử Ma đạo vạn kiếp thiên hồng. Một người tượng trưng cho giáo lý của Ma đạo, còn một người lại tượng trưng cho sức mạnh tinh thần của các đệ tử Ma đạo. Sau trận chiến tại vực núi Anh Liệt ở Nam Hải, vạn kiếp thiên hồng đã mãi mãi trở thành mục tiêu của các đệ tử Ma đạo. Khi nhìn thấy phá quân, dù kiếm tâm của tôi đã đạt đến cảnh giới kiếm đạo vĩnh hằng, nhưng tâm trí tôi vẫn bị chấn động như vừa có một cơn sóng dữ càn quét qua người vậy. Cảm giác này còn hưng phấn hơn khi tôi gặp gỡ Ma đạo tổ sư trong quan tài chấn hồn. Mặc dù đạo tổ là người rất vĩ đại nhưng mọi người đều biết được sự vĩ đại của ông ấy. Còn vẻ oai hùng của phá quân chỉ thuộc về các đệ tử Ma đạo vạn kiếp thiên hồng trước mặt cô ấy. Tôi hình như đã quên mất mình chính là Ma đạo tổ sư, dùng thân phận của một đệ tử Ma đạo để hành lễ chào cô ấy. Đệ tử Ma đạo coi trọng nhất chính là tình nghĩa, tôi từng bị Tạ Lưu Vân chê cười là kẻ quá si tình. Nhưng nếu nói đến người si tình nhất thế gian này, liệu ai có thể so sánh với tướng phá quân, một mình cầm đao xuống âm ti, chém đứt sông Vong Xuyên. Nếu ngày xưa phá quân không xuống âm ti, thì Ma đạo sẽ không thua trận thê thảm như vậy. Nếu đổi lại là tiên đạo hay nhân đạo, thì hành vi sốc nổi của cô ấy chẳng khác nào mối ô nhục mãi mãi không thể gột rửa được. Thế mà xuyên suốt lịch sử dài mấy ngàn năm của Ma đạo, chưa từng có đệ tử nào dám chấn vấn hay buông lời chỉ trích cô ấy vì hành động đó cả. Về điểm này, Tham Lăng hộ pháp Thiên Tôn đã giải thích rất rõ ràng khi cô ấy cho nhấn chìm đảo Kim Ngao. Tham Lăng năm đó đã nói nếu phá quân không xuống âm ti, thì cô ấy không phải là tướng phá quân của Ma đạo rồi. Thất bại thảm hại này sẽ do một mình ta chịu hoàn toàn trách nhiệm, nỗi ô nhục mãi mãi không thể xóa sạch này, hãy đổ hết lên đầu Tham Lăng ta. Tuy nhiên, điều khiến Tham Lăng, hộ pháp Thiên Tôn bất ngờ là khi ấy không một đệ tử Ma đạo nào cho rằng phá quân đã làm sai hết. Không phát điên thì không thể sống. Ma đạo sở dĩ được xưng là Ma đạo, chính vì họ xem trọng cảm xúc của mình nhất, khiến chấp niệm trong tâm trí họ hóa thành ma.
Tình cảm mãnh liệt mà tôi dành cho Phá Quân không chỉ vì cô ấy xứng đáng được tất cả đệ tử của Ma Đạo tôn trọng, mà còn vì vợ tôi Thùy Họa là người kế thừa di sản của cô ấy để lại cho hậu thế. Trước khi được phong làm tử thần, Thùy Họa giống như kiếp sau của Phá Quân. Huyết chiến tại Đàm Cửu Long, đơn phương độc mã chống lại quần hùng đạo môn, Thành Thanh Khâu ở Hàn Hoang một đao chém xuống, tóc bạc trắng xóa. Một nhát đao oai hùng ở núi Không Minh, từ đó lưu lại truyền thuyết quần hùng tề tuệ chưa thành danh, mỹ nhân một đao danh chấn bát hoàng. Xuyên suốt các trận chiến sinh tử của Ma Đạo, thì Thùy Họa luôn là người đầu tiên không màng nguy hiểm, xưng phong giết địch. Cô ấy không chỉ phát huy sức mạnh sát phạt quyết đoán của Phá Quân lên mức tối đa, mà còn khai phá khí thế quân uy của Phá Quân hòng che chắn cho các đệ tử Ma Đạo đứng ở phía sau. Nếu Thùy Họa đã làm được những điều tuyệt vời đó, chúng ta có thể tưởng tượng ra Phá Quân hộ pháp Thiên Tôn chân chính từng là người lợi hại đến mức nào. Các bạn đang nghe chuyện Cửu Long Kéo Quan của tác giả Vũ Độc Linh Hồn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1417, cuộc quyết chiến bắt đầu, 2. Sở dĩ không có một ai cáo buộc việc Phá Quân hộ pháp Thiên Tôn náo loạn âm ti là sai lầm đáng hổ thẹn. Chính bởi vì nếu không có Phá Quân, rất nhiều trong số họ sớm đã chết nơi cửu tuyền chứ không thể may mắn còn sống đến ngày hôm nay. Khi Ma Đạo Tổ Sư Pháp truyền lục đạo cho chúng sinh trên đảo Kim Ngao, ông ấy đã từng nói, khi gặp ta, các con có thể không cần quỳ bái, bởi vì chúng sinh bình đẳng. Tuy nhiên, khi gặp tướng Phá Quân của Ma Đạo ta, thì các con phải lễ phép cúi chào cô ấy. Khi có người thắc mắc hỏi tại sao lại tôn thờ Phá Quân mà không phải ông ấy, Đạo Tổ đã dõng dạc nói to câu, không có Phá Quân thì không có Ma Đạo. Ngài chính là Ma Đạo Tổ Sư của đời này, Tạ Lan sao? Phá Quân hộ pháp Thiên Tôn nhìn tôi, bình tĩnh hỏi. Đúng vậy, tôi xúc động trả lời. Phá Quân quay sang Tham Lăng hộ pháp Thiên Tôn, rồi nói, ngài ấy có chút giống người đó. Vẫn là hai người khác xa nhau, Đạo Tổ ít khi thể hiện cảm xúc mãnh liệt, nhưng cô xem đi, khi ngài ấy nhìn thấy cô, đôi mắt đỏ hoe hết cả rồi. Tham Lăng hộ pháp Thiên Tôn mỉm cười, rồi nhẹ nhàng nói. Phá Quân nghiêng người sang, rồi đưa tay đỡ tôi dậy. Sau đó cô ấy kéo tay Tham Lăng, hành lễ bái lại tôi. Tôi đang muốn mở miệng từ chối, lại nghe Thùy Họa nghiêm giọng nói, Tạ Lan, anh là Ma Đạo Tổ Sư, 3.000 năm trước họ đã là đệ tử của Ma Đạo, 3.000 năm sau, vẫn mãi là đệ tử Ma Đạo. Sau khi nhận lễ bái lại của Tham Lăng và Phá Quân, tôi vội vàng giơ tay đỡ họ đứng dậy. Cuộc chiến khó khăn sắp sửa nổ ra, hôm nay chúng ta chỉ bàn đến việc chém giết kẻ địch, không nhắc tới chuyện cũ nữa. Phá Quân hộ pháp Thiên Tôn nghiêm túc nói, không biết Tham Lam hộ pháp Thiên Tôn có nhận định gì về thắng bại ngày hôm nay. Tôi trầm mặt hỏi, Đạo Tổ, ngài đừng đánh giá cao ta như vậy, thời đại bây giờ thuộc các người. Năm đó ta còn chưa bước lên cảnh giới Đạo Tổ, cho nên ta không có tư cách đưa ra lời nhận xét về cuộc chiến giữa các cường giả chí tôn. Nhưng mà, ta có thể tặng cho ngài một câu. Mong Tham Lăng pháp hộ Thiên Tôn chỉ giáo, thiên đường có lối, Ma Đạo quyết không đi. Tham Lăng vừa dứt lời, mấy vạn quân Hy Di phía sau đồng loạt hô lên, thiên đường có lối, Ma Đạo quyết không đi. Đánh, đánh, đánh. Sĩ khí của quân Hy Di thật tuyệt vời, tinh thần chiến đấu hùng hổ vang dội quyết không thua kém bất kỳ ai, đội quân thiên sứ cũng phát động tinh thần bất khuất đối chọi lại bọn họ. Thùy Họa diễn hóa ra thân thể khôi cương, tiến về phía trước một bước, vung con đao Minh Hà trong tay rồi hét lớn, chúng ta không phải người sống, cũng không phải kẻ đã chết. Chúng ta sinh ra ở vùng đất âm dương tuyệt diệt, nhưng thời gian không khiến chúng ta quên đi những ký ức của cuộc đời mình. Chúng ta không thể quay ngược thời gian, nhưng chúng ta có thể tái sinh mãi mãi trong ký ức của chính mình. Thiên đạo có thể phán xét chúng sinh, nhưng thiên đạo không thể quyết định số phận của những kẻ bị lãng quên. Nhân danh Thái Sơ Tử Thần, ta kêu gọi ý chí của các ngươi đứng lên chiến đấu chống lại thiên đạo. Tử thần không chết, các ngươi cũng sẽ mãi mãi bất diệt. Ký ức tuân theo quy luật của trời đất. Thiên đạo muốn lật đổ quy luật của trời đất, hòng xóa sạch ký ức của chúng ta. Vì vậy, trận chiến hôm nay bắt buộc phải diễn ra. Các ngươi có bằng lòng theo chân ta, tiêu diệt Tam Quân Thiên Sứ và chống lại thiên đạo hay không? Thùy Họa quay người lại nhìn về phía quân Hy Di. Đại quân lần nữa đồng thanh hét lớn, phụng lệnh tử thần, thề chết quyết chiến vì Ma Đạo. Giây tiếp theo, ý chí chiến đấu kiên cường của hàng vạn quân Hư Di do một mình Thùy Họa điều khiển,
Sau đó cô ấy lao thẳng về phía đội quân thiên sứ, tự mình chặn đánh nhuệ khí của kẻ địch. Tam quân thiên sứ hùng hậu, sát khí ngút trời, dù có sở hữu thân thể khôi cương cứng cáp nhưng cô ấy vẫn khó tránh khỏi cau mày đôi chút. Nghiến răng chịu sức ép nặng nề, thanh đao Minh Hà trong tay cô ấy hơi run lên. Cũng may cuối cùng cô ấy cũng vượt qua được trở ngại, dần dần ngẩng đầu, hiên ngang hét lên một chữ, giết. Khi từ giết vừa hô lên, hàng vạn quân Hy Di hóa thành một dòng tử khí đáng sợ, xông thẳng vào đội quân thiên sứ, trong họ y hệt như con thiêu thân đang lao vào biển lửa hủy diệt. Cùng lúc đó, quang thiên sứ cũng ra hiệu lệnh, phát động, tấn công kẻ thù, thần phạt, phán xét, tài quyết. Đây chính là tên húy của ba đội quân thiên sứ. Chương 1418, Minh Hà nhập thể, 1. Ba quân cùng hành động, sát khí hủy diệt tập trung lại, vẫn ở phía trên đại quân Hy Di. Thần giới không thể chống lại quân thiên sứ, đại quân Hy Di của Thủy Họa cũng gặp bất lợi. Vì vậy, đối thủ thật sự trong trận chiến này chính là Bậc Chí Tôn. Chỉ có Bậc Chí Tôn sống sót tới cuối cùng mới có thể kết thúc chiến cục. Lúc này Thủy Họa đang kìm hãm sát khí của trường quân, đại quân Hy Di luận về chiến lực không mạnh bằng ba quân thiên sứ, tôi biết đã tới lúc tôi phải chiến đấu. Vĩnh Hằng kiếm chủ, kiếm còn người còn. Kiếm là gì? Đường vĩnh hằng của kiếm, lấy lôi điện dẫn đầu, phong vân làm lưỡi, thiên làm thân, địa làm chuôi, dưới ngăn cửu u hoàng tuyền, trên đối ngọc tiêu thương khung, mở âm dương, chế ngũ hành. Lúc xuất vô hình, lúc thu vô thần, trải dài lục hạp, bẫy nghễ bám hướng. Kiếm này vừa xuất, thế như lôi đình, thiên địa cùng bị phá, vạn vật phải lẩn tránh. Kiếm xuất, một kiếm hướng vào hai thiên sứ đang cố vây giết Thủy Họa, Chí Thiên Sứ, Dạ Thiên Sứ. Vạn Thiên Sấm Ngôn kiếm mạnh tới mức nào, kiếm khí còn chưa giải phóng, Chí Thiên Sứ đã cảm nhận được sức mạnh hủy diệt vô tận ẩn chứa trong thanh kiếm. Ngước đầu nhìn tôi, ngay lập tức hiện hóa chiến hồn. Hồn khu ngàn thước được bao phủ bởi chiến giáp, đôi cánh lục sắc mở ra, sải dài ngàn thước. Trong hình dạng chiến thần, tốc độ của Chí Thiên Sứ trở nên không chân thật, sức hủy diệt cũng tăng lên đỉnh điểm. Cầm kiếm thiên sứ khổng lồ, ý muốn trực diện ngăn chặn kiếm khí của tôi. Kiếm khí dâng lên, tiếng gầm như sấm, Vạn Thiên Sấm Ngôn kiếm bừng bừng xông ra. Một đường chém tới Chí Thiên Sứ, trước phá vỡ hư không, sau lại đảo loạn hỗn độn, cuối cùng là quyết đoán hủy diệt vạn vật. Chí Thiên Sứ toàn lực rút kiếm, kiếm khí mạnh mẽ không kém, đời thời mang theo phước lành của thiên đạo, kiên quyết với thần phạt. Tôi xuất kiếm không chút hối hận, không một chút chần chừ nào. Kiếm khí hóa trường thương, mạnh mẽ đâm về phía trước. Mà một kiếm dùng toàn lực của Chí Thiên Sứ vào thời điểm hai kiếm sắp va vào nhau, đột nhiên hóa thành kiếm thuẫn vô hình. Đôi bên hận thù, kẻ dũng sẽ thắng. Chí Thiên Sứ khi cùng tôi đối chiến phân sinh tử, đã không còn dũng khí nữa. Trận chiến chí tôn, sinh tử chỉ trong chớp mắt. Người sống hướng tới cái chết, tới cuối cùng lại sống sót trở lại. Mà kẻ tìm đường sống trong cái chết, đều phải trả giá bằng tử vong. Đây là sự thật xưa nay không đổi. Ngọn dao kiếm khí xuyên qua kiếm thuẫn vô hình của Chí Thiên Sứ, sức mạnh tử vong hủy diệt bùng nổ, không đếm xuể bao nhiêu quân Hy Di và tộc Thiên Sứ bị chôn vùi bởi năng lượng tử vong hủy diệt. Bầu trời cũng vặn vẹo, giống như bị thiếu mất một góc. Cuối cùng, cây thương kiếm khí xuyên qua kiếm thuẫn vô hình. Khi tôi chuẩn bị dùng một kiếm kết liễu Chí Thiên Sứ, Dạ Thiên Sứ hóa đã hóa thành chiến linh hồn từ đầu bắn hắc, ám vĩnh sinh tiễn vào tôi. Một tiễn này, cho dù là Thái Cổ Nguyệt Ma sống lại, cũng phải thấy hổ thẹn. Lã Thuần Dương có thể sử dụng vĩnh dạ kiếm, mà sức mạnh của Dạ Thiên Sứ vượt qua cả Lộ Thuần Dương lại là chủ nhân của màn đêm. Dạ Thiên Sứ bắn ra một tiễn, khóa chặt thần niệm của tôi, ngũ thành lục thức của tôi liền rơi vào bóng đêm vô tận. Bị bóng tối vây quanh, tôi không thể khóa được sức mạnh của Chí Thiên Sứ nữa. Một kiếm kết thúc cũng chỉ có thể buộc phải gián đoạn. Nhưng sát ý của tôi thì vẫn chưa dừng lại. Dù hắc ám vĩnh sinh tiễn đã ngăn chặn ngũ thành lục thức của tôi vẫn cảm nhận được những sát ý với cấp độ chí tôn cùng lúc tấn công tôi. Là ma đạo tổ sư, bản thân chính là đối tượng đầu tiên mà các thiên sứ muốn giết. Bóng tối chưa phá, kiếm của tôi không thể dễ dàng xuất ra được. Nghĩ tới đây, tôi dùng toàn bộ sức mạnh huyền quan đẩy vào thân kiếm. Vạn Thiên Sấm Ngôn kiếm rung chuyển dữ dội, với sức mạnh xé nát thiên địa khiến vạn vật phải tránh xa, hàng vạn đường kiếm quang như sấm sét phóng ra.
Các bạn đang nghe chuyện Cửu Long Kéo Quan của tác giả Vũ Độc Linh Hồn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1419, Minh Hà Nhập Thể, 2. Bóng tối không che phủ được mắt và tai tôi nữa. Trong lúc vỡ ra, tôi nghe thấy vô vàn tiếng la hét liên hồi. Khi hai mắt tìm lại được ánh sáng, tôi phớt lơ sát ý hủy diệt vẫn còn xung quanh mình, tiếp tục chém một kiếm tất sát về phía Chí Thiên Sứ. Cho dù là có được bao nhiêu vinh dự vẻ vang vô tận từ thiên quốc, được tắm trong hào quang chói lọi của thiên đạo. Khi thảm họa sinh tử ập tới, điều đầu tiên hiện lên trong mắt Chí Thiên Sứ vẫn là sự hoảng loạn và sợ hãi. Nên hắn không ngưng tụ kiếm thuẫn vô hình nữa, thay vào đó là vỗ mạnh đôi quang vũ lục sắc, muốn thoát khỏi nguy cơ tử vong. Tiếc là với tốc độ gần như biến dạng kia, không thể nào thoát khỏi quyết tâm tất sát của tôi. Kiếm khí chém qua đôi cánh Thiên Sứ, trực tiếp cắt dứt hai cánh của Chí Thiên Sứ. Không còn quang vũ, tốc độ của Chí Thiên Sứ chậm lại, mà đường kiếm vĩnh sinh của tôi với sức mạnh không hề suy kiệt, một lần nữa hợp thành ngọn giáo, cắm phập vào lưng Chí Thiên Sứ. Tiếng khóc than đau khổ vang lên, một khúc ca tựa bi ca đản sinh của Thiên Sứ. Hồn khu Chí Thiên Sứ tỏa ra ánh hào quang lục sắc vô tận, thắp sáng cả khoảng trời. Việc giết được Chí Thiên Sứ đã khiến cho những Thiên Sứ đang vây quanh tôi phải khiếp sợ, nhưng nó lại khiến Quang Thiên Sứ tức giận. Lúc này đại quân Hiji đang đối mặt với cuộc tàn sát, mà Thùy Họa cũng không thể nào hành động được nhẹ nhàng trước vòng vây chặt chẽ của ba quân. Quang Thiên Sứ cầm thánh quang kiếm, hai tay hợp lại, dùng toàn lực xuất kiếm chém tôi. Sát ý trong thanh kiếm của Quang Thiên Sứ rõ ràng lớn hơn tôi rất nhiều. Nếu có hai hồn khu ở đây, nhất định có thể ngăn chặn được đòn đánh, phẫn nộ của cô ta. Nhưng lúc này, hai hồn khu ấy còn đang ở đại lục thần giới và tôi đang rơi vào tình thế tuyệt vọng vì đường kiếm truy sát Chí Thiên Sứ vừa rồi. Lúc này, tôi chỉ có thể dùng toàn lực chặn lại đường kiếm đầy tức giận của Quang Thiên Sứ. Tôi cược vào kiếm đạo vĩnh sinh, tôn nghiêm của kiếm chủ. Và tôi cũng muốn biết liệu Vạn Thiên Sấm Ngôn kiếm có giống như lời tôi từng dự đoán, ma đạo không diệt, thân kiếm không hủy hay không. Thánh quang, hủy diệt, kiếm đạo, vĩnh sinh, hai kiếm giao tranh, Vạn Thiên Sấm Ngôn kiếm xuất hiện phản ứng dữ dội. Sức mạnh hủy diệt tràn ra từ thân kiếm, trực tiếp cuốn lấy thân thể và thần hồn của tôi. Thánh quang kiếm vừa hữu hình lại vô hình, được ngưng tụ từ ánh sáng thuần khiết và có sức hủy diệt nhất ở thiên quốc. Khoảnh khắc giao nhau với Vạn Thiên Sấm Ngôn kiếm, sức hủy diệt của thánh quang kiếm, toàn bộ thân kiếm đều là sự kế thừa. Thánh quang nhập thể, tôi chỉ cảm thấy toàn bộ máy trong người bắt đầu bốc cháy. Đồng thời, linh hồn thức hải cũng hóa thành biển lửa. Cơn đau chưa từng có vượt qua cả vùng đất hỏa nguyên của Chu Tước và mọi cực hình chết chóc mà tôi từng chịu đựng trước đây. Thánh hỏa thiêu đốt linh hồn tôi, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể thiêu rụi thần hồn tôi thành cho bụi. Mà đây không phải điểm mấu chốt. Ngay khi Quang Thiên Sứ tung ra một đòn tàn khốc, các thiên sứ xung quanh cũng tung ra đòn chí mạng về phía tôi. Đây mới là tử địa chân chính. Muốn phản kháng, trước tiên phải dập tắt được thánh hỏa ở trong linh hồn. Rõ ràng Quang Thiên Sứ đã lên kế hoạch loại bỏ tôi trước, và cái chết của Chí Thiên Sứ chỉ là một phần trong kế hoạch của cô ta. Khi tôi không chút nào núng giết Chí Thiên Sứ, đường kiếm ấy đã đi vào chấp niệm. Nên khi đối mặt với một kiếm tất sát của Quang Thiên Sứ, tôi chỉ có thể lựa chọn toàn lực chiến đấu, để rồi thánh hỏa xâm nhập vào cơ thể, xâm chiếm thần hồn. Tôi cảm giác như bản thân sắp bị các thiên sứ vây giết ngay giây tiếp theo, thì đúng lúc này, tôi nghe thấy tiếng hét của Thùy Họa và Minh Hà Đao đang hướng về phía huyệt thần đình của tôi. Nó dường như ẩn chứa sát ý hủy diệt vô tận, nhưng khoảnh khắc đao ý tiếp xúc huyệt của thần đình, tất cả đều hóa thành dòng nước. Dòng nước chảy tụ lại thành Minh Hà ở huyền quan của tôi. Minh Hà xâm nhập vào cơ thể, lập tức dập tắt thánh hỏa đang cháy rực. Thánh hỏa tắt, thần hồn lại nằm trong kiểm soát của tôi. Sau đó, tôi dùng một kiếm chém tới mọi hướng. Chương 1420, Thiên Sứ Bổn Nguyên, 1. Lôi điện làm mũi, phong vân làm lưỡi, thiên làm thân kiếm, địa làm chuôi kiếm. Tôi từng dùng song kiếm giết Chí Thiên Sứ, lúc này Minh Hà nhập thể, thánh hỏa đã tắt, tôi thoát khỏi nỗi đau cùng cực, kiếm khí cũng tung hoành ngang dọc. Chí Tôn thì thế nào? Đối diện với vĩnh hằng đại đạo, không gì có thể chém, không gì có thể giết. Kiếm khí quét qua trước mắt Dạ Thiên Sứ, từ đó hắn liền mất đi tín ngưỡng vào quang minh. Từ đó nhập trong bóng tối vĩnh hằng,
kiếm khí cắt đứt tay chiến thiên sứ, y không còn có thể sử dụng diều chiến khổng lồ, tiếp tục chiến đấu vì thiên đạo được nữa. Kiếm khí vạch qua, vô số thiên sứ bị chém gãy cánh. Lưỡi gươm sắc bén lấy đi sinh mạng, sức mạnh làm tổn hại linh hồn. Đây là lời dự đoán mà Thủy Họa đưa ra trước đó, và giờ kiếm khí của tôi đã thể hiện rõ ràng sự thật của lời nói này. Kiếm khí khắp nơi, vô số chiến hồn thiên sứ bị kiếm khí làm nổ tung, hóa thành cơn bão năng lượng kim sắc. Ngoại trừ dạ thiên sứ và chiến thiên sứ bị thương nặng bởi kiếm khí của tôi, các thiên sứ ở cảnh giới chí tôn khác đã nhanh chóng thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng từ kiếm khí của tôi. Nhưng đôi cánh đã gãy của những đội quân thiên sứ đó đã chứng minh được thế nào là kiếm của Vĩnh Hằng. Đối mặt với sự sụp đổ của quân Hiji, tôi không định tiếp tục truy lùng kẻ địch chí tôn hùng mạnh đã thoát khỏi mình. Sau khi dùng kiếm thoát khỏi cạm bẫy, tôi lập tức bay thẳng vào đại quân thiên sứ. Thiên đạo bất nhân, gọi vạn vật như châu chó. Nay tôi cầm kiếm chống lại trời, nhất định sẽ khiến thiên quốc phải máu chảy thành sông. Thái cổ thần giới phía trên nhất định sẽ là nơi mà các thiên sứ sẽ biến mất. Kiếm khí lao tới như tia chớp, thân thể chuyển động nhanh như sét, ở nơi vô thanh cũng nghe được tiếng sấm. Du Nhiên bên trái, hiện thân bên phải. Mỗi lần phản lại kiếm quang là một lần bạo phát kiếm khí, khiến cho đại quân thiên sứ phải gánh chịu sự hủy diệt vô cùng tàn khốc. Từ lúc tôi dẫn kiếm nhập đạo tới giờ, chưa từng cảm thấy tự do với kiếm ý của mình như hôm nay, cũng chưa từng thể nghiệm được kiếm là binh vũ khí đồ sát cỡ nào như ngày hôm nay. Quỷ thần Minh Minh, tự tư tự lượng, chúng ta cớ gì phải chiến? Giết! Trong bóng tối đã giết bao nhiêu, máu của thiên sứ cũng nhuộm đỏ cả khoảng trời. Đồ sát là bổn nguyên tội lỗi, tôi từ lâu đã tội không thể tha. Ngay cả thiên đạo cũng có thể vi phạm, vận mệnh cũng không trong tầm mắt tôi, lúc này tôi sao phải bận tâm sát nghiệt vô thượng hình thành. Vạn thiên kiếm ngôn kiếm từ lúc tôi đúc lại, hôm nay là ngày đầu tiên được thấy máu. Máu của thiên sứ phủ đầy kiếm, thanh kiếm được nhuộm màu đỏ thẫm. Khi xưa Can Tương Minh Tà đúc kiếm, mộ tà đã tự dùng máu của mình tế kiếm. Nay Tạ Lan tôi đúc kiếm, dùng máu của thiên sứ tế kiếm. Giết càng nhiều, kiếm khí càng trở nên mạnh mẽ, đồng thời kiếm đạo của tôi cũng dần hoàn thiện hơn. Sau khi tiến vào Vĩnh Hằng kiếm đạo, uy lực của kiếm chỉ liên quan tới giết chóc. Giết càng nhiều, sát khí càng vượng, kiếm cũng càng thêm uy lực. Lấy giết chóc để ngăn chặn, chính là Vĩnh Hằng đại đạo của kiếm. Ngàn vạn quân thiên sứ, chính là chiến trường tốt nhất để mài kiếm. Tuy nhiên, chiến cục không vì một người một kiếm của tôi mà đảo ngược. Hàng chục thiên sứ bậc chí tôn đã tàn sát gần như toàn bộ đại quân Hiji, trong khi bản thân Thủy Họa đang phải đối mặt với tình thế sinh tử tiến thoái lưỡng nan. Hiji chết lần nữa, sẽ là Vĩnh Hằng hư vô. Chưa kể lúc này Thủy Họa cũng không thể dẹp bỏ những ký ức giải rác đó, bởi vì bản thân cô ấy cũng đang phải đối mặt với họa sát thân. Thái Sơ Tử Thần, hôm nay người nhất định phải chết. Quang Thiên Sứ lớn tiếng nói, Quang Thiên Sứ, cứ việc qua đây nha. Thủy Họa không hề sợ hãi. Được. Đã tới lúc ngươi nhìn thấy sức mạnh đang sợ của thập nhị thiên sứ bổn nguyên. Nói xong, Quang Thiên Sứ đọc thần chú, bắt đầu triệu hồi thập nhị pháp tướng thiên sứ bổn nguyên từ thiên quốc. Thập nhị thiên sứ bổn nguyên là căn cơ của thiên sứ, đồ đằng của tinh thần. Mọi thiên sứ đều được sinh ra từ thiên sứ bổn nguyên. Trong truyền thuyết, thập nhị thiên sứ bổn nguyên được sinh ra từ 12 bức tượng thiên sứ do chính thiên đạo khắc thành. Sức mạnh bổn nguyên của nó tới từ hiểu biết của thiên đạo về quy luật thiên địa. Nếu tứ linh thần thú là chấn thiên đại thần, thì thập nhị thiên sứ bổn nguyên chính là những người bảo vệ trật tự của thiên quốc. Họ bảo vệ thiên quốc, cũng đại diện cho luật lệ của thiên đạo. Chí thiên sứ, xí thiên sứ, đọa thiên sứ, chiến thiên sứ, dạ thiên sứ. Tất cả đều xuất hiện xung quanh Thủy Họa như hiện thân của linh thể thuần khiết. Phản chiếu của thập nhị thiên sứ bổn nguyên, mỗi người đều sở hữu chiến lực cấp bậc chí tôn. Các bạn vừa nghe xong tập 142 của bộ truyện Cửu Long Kéo Quan của tác giả Vũ Độc Linh Hồn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.